Ôi chú ơi, chú ơi, chú mưa. Chú ơi đó, ngủ bốn bốn mình đi bốn cái vô lan. Ôi ôi ôi, chú nghe chưa anh á, em nói chú ơi, mình chú hoài luôn á. Thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa có chưa phải là. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Joe Gaming. Ai làm gì mày mà mày ăn? Trời, mình phải đổi mới chứ anh. Tại vì trước mình thủ hồi giờ mình phải ăn, nó phải mới. Ăn. Và xíu mày cá với người viên nữa là lát nữa nó bơm điện mày là mày ăn nữa. Không, lần này em tin là em sẽ may mắn anh. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game. Có khi nào mà tụi em đi làm về mà tụi em đi trên con đường vắng, tụi em có sợ không? Sợ với anh, sợ không chết luôn á. Sợ gì? Sợ bị hiếp. Rồi, rồi. Sợ bị hiếp. Sợ bị hiếp. Nhìn vào lại có nhiều người có gu lạ đó. Đúng không? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game là Burger and Fry, đúng không? Đúng rồi. Rồi thì tựa game này chúng ta sẽ giống như là đi làm về, em vào nhà em chào ba mẹ, ba mẹ khen rằng em rất ngoan, mẹ âu yếm hôn đôi má em. Ủa đây bài hát anh lừa em đúng không? Kỳ trời. Này game cho Mỹ giới thiệu mày. Sẽ đạp hay không anh? Đó, game mình nhớ là tụi tìm mình là đạp xe á. À, tao đi ngược đường vậy đâu. Ơ, anh không biết nữa, cứ đi thử đi anh. Ôi, đi vẫn được không mày? Là chết luôn. Tại anh nó đi đúng luật giao thông, người ta kêu là đường em đi là đường bên phải, đường ngược lại là đường bên trái, đường bên trái thì em không đi, đường ngược lại thì em mới đi. Dĩ nhiên mày, má cậu hát. Anh hát gì? Anh hiểu đấy. Nó rõ ràng là như vậy luôn. Sao? Này là chờ mới vô anh trời. Ừ. Ồ sao có giường ngủ anh? Chơi đỉ chỗ này. Nè, có mấy cái đèn đỏ anh nói gì à? Phải phối đèn đỏ ấy. Mà cái này rừng cây con mà chơi chỗ nào? Rừng đèn đỏ. Mấy con đường này anh nhớ tới đi trên Đà Lạt của mày. Đúng không? Đúng rồi, kiểu vậy. Tuy nhiên cái có một cô gái đứng trước mặt. Một cô gái có hai hòn. Ý là chú ơi bu à, thôi nè, răng vẫn còn đó, ngọt lắm. Anh biết luôn hả? Anh biết cảm giác đó luôn. Ý là anh đoán vậy, anh đoán vậy. Em thấy không ổn anh, chứ xa xa quá nha. Sao quá. Sao vậy hả? Ôi giống chiếc xe tao mày. Đâu xe của mình có gỗ đâu, có gỗ mà. Không có gỗ anh ơi. Thì gớt nó xúc cái gỗ ra mày. Giờ tìm gắn gỗ gắn vô. Cán lên được luôn hả? Ừ. Không, thật ra là cái hình vẽ xẹp lép dưới. Em có coi như mấy cái chuyện lãm tranh 3D được không? À, có. Người giống mình anh. Sao nhìn nát nát đúng không? Nhìn máu máu ghê mà. Ủa? It lay I should head to Mama. Mama. Đó là
mẹ âu yếm hôn đôi má em. Lại đi học về. Đi học về mà trễ thì chắc có đi chơi net chứ đi học gì. Đấy, lại chơi đĩ tại đây. Kể chưa là nó vết là anh chưa được chết đó. Trời ghê vậy. Đụng té vậy mà chưa được chết rồi. Chưa tới số. Rụt lại. Rụt lại. Ủa? Chắc sốt sốt cà chua anh. Tại vì bạn nó mua burger mà. Nè. Mình cũng có nè. Không sao. Dấu chân mày. Các bạn này xin nhiều sốt hết à. Dấu chân này là chắc chắn. Chỉ có té đái ra máu thôi. Gái. Ủa? Ủa? Gái mà mình phải tới. Bạn quen tới. Ok. Hai em gái. Không có hai mà cũng không có một gái mất tiêu. Người trời. Rồi đó. Sao mẹ không mình hoài ta? Rồi quá. Hết thấy gì luôn. Mẹ ta gọi là đói mờ mắt. Không có, phải mẹ uyếm hôn đôi mấy em. Lúc đó mẹ thôi son đó. Hôn mà chay. Em cảm giác ở mặt đỏ. Hôn mà chay vậy đó. Chay. Mà tao cảm giác là kiểu có biến rồi mày. Đúng rồi. Nãy em thấy cô gái tới mà biến mất. Quyết định đi chơi đi. Chắc là chú sẽ đi ngang nữa anh. Lần này tao phải cho ông bún mới được. Tối nè đúng rồi. Chắc mình sẽ có đèn thôi mà chú mới tới chứ mà. Chú tới. Đó, chú tới, chú tới. Chú gì vậy? Trời ơi. Chú ơi. Đó. Ngủ bốn mình đi bốn cái vô lan. Ê, trên cái xe có cái cây gặt các bạn. À đúng rồi. Bú cần lái mấy con. Cần số, cần số. Nhiều hơn rồi. Này là anh nghĩ là cái cô gái nãy chạy xe đạp em nhớ không? Ban đầu là thấy cô gái chạy xe đạp, sau đó là thấy cái xe này. Và theo như anh phân tích kiểu Conan thì cô này tới tháng. Cô này là cổ tinh Nga. Cái cổ đi mua burger về á. Mà nó tràn. Anh nghe cái em tự tràn khác anh. Nè, tràn quá nè. Ôi Nga. Nga ơi. Ôi Nga ơi. Nga làm gì thế? Còn tay quay quá. Ôi Nga. Thôi dơ nha, chơi dơ nha. Chơi dơ nha. Chơi không chét nha. Thôi chét lên mặt nha. Trời. Đi lẹ. Spider-Man á. Nãy là ảo giác thôi. Ngồi chứ mình... trên đời làm gì có ma. Đúng rồi.
Mấy thằng nói vậy hay gặp. Rồi, em tin nha, em tin nha, em tin nha. Em đâu có sợ đâu, nhưng mà em tin. Trời gì vậy? Ủa sao giờ đổi anh? Cái gì mà sáng lắm? Chắc là hãng mới á, hãng mới take over lại rồi, cái hãng nãy. Nãy là quất trên giường, bây giờ là quất sắn ốc rồi. Trời ơi, sắn quẩy với nhau. Làm sao ta, làm sao ta. Giờ cá không? Cá gì nè? Giờ trước mặt là ông lái xe hơi thì ông này sẽ bình thường hay kỳ lạ? Bình thường anh. Tại vì hồi nãy ông kỳ lạ rồi, chắc chắn là ông bình thường. Để mình tâm lý mình ổn định. Không, em nghĩ là lạ, nãy lạ, giờ lạ hơn luôn. Sao lạ được, trời ơi, mấy anh có phim ma. Giờ cá đúng không? Cá chứ. Chốt đơn không? Chốt. Trời ơi, lần này phải trả thù anh Nevin. Em theo kỳ lạ nha. Bình thường. Mấy anh có phim ma, mấy anh sợ, em không sợ mấy này. Kiểu suy nghĩ, suy nghĩ thôi, chứ mấy này có bình thường. Không, này nó theo dây truyền hết, nó lạ là lạ. Anh thôi, dây luôn á. Thôi anh sợ, làm gì. Chú bình thường không? Chú là ngủ thôi. Ngủ lái xe ngủ được mà. Chết mẹ luôn, mấy cúp luôn rồi. Mấy cúp. Này thì bình thường. Ủa sao mày không bình thường đi? Đau. Sao giờ mày lạ vậy? Đau, anh thử đi. Đau không? Mày đặt rồi, em hiểu phim ma lắm. Chắc mà gà ôi giờ qua. Muốn cái xe luôn. Xe để đây má bị lụm bán rồi mày. Cái gì mà lái xe mà nó sao lái? Này làm như siết vậy mà để bị dứt, một đêm bị dứt. Lái xe mà dở cái mu lên. Ý là cái mu bàn chân. Này tới Thủ Thiêm rồi nè. Ủa là mày đây nè. Trời ơi. Ông đừng tấp vô lề anh ơi. Đi cứ đi. Ha, kiếm khách đông dữ ha. Đông ha. Mình lựa ai vậy anh? Ôi ơi. Đường tràn. Ok, cái gì sao luôn kìa. Ủa. Ôi. Ôi. Chú ơi. Chú. Bây giờ anh á, em nói chú ơi mình. Trời. Quay lại. Ôi trời. Đường gì ổ gà tao mày. Trời ơi, chú là gì vậy? Quay lại. Gì vậy? Xe không bay hả? Hoài luôn á. Đường thương đau đầy ải nhân gian. Ai chưa có chưa phải lòng. Sao có cái bi mộ như đây? Ôi, trời. Bị treo luôn rồi. Ôi, nghe kìa. Chị ơi. Ý, nghe. Tụi quay đầu luôn hả? Ý chỉ kêu là quay đầu là bờ đi các em à. Dạ, tôi chắc cũng bị hip hop lắm. Ôi. Ôi, ô này mình không? Mình á. Ủa, mình là gái em. Giống Yami mày. Trời, mất tiêu Yami luôn. Bạn không thuộc về. Ủa là ăn chưa? Là mình với Nga xoắn nhau. Quện vào nhau. Ôi sao? Ủa sao mình lên xe hơi rồi? Ôi mà chiếc xe này cũng xe ông ấy mà. Ôi ra nãy giờ mình là ông đó. Cứ đụng rồi xong ấy á. Mà bao oán quá bà. Cười vậy. La trước cho chắc. Chúc bạn ăn ngon. Ăn uống gì tầm này nữa. Giờ chỉ có là sợ mình đi ỉa ra thôi. Ê nói tới ỉa nhìn thèm cất quá. anh thèm bóng kì. Có chải có đặc. Hay là xếp tầng. What the fuck. Đổ sữa đặc có đường. Trời ơi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích cho Hùng Gaming thì hãy để lại một like và một subscribe nhé. Hoặc là để lại trứng cút của Yami cũng được. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.